Em cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay em sẽ review cho anh em xem một nhà xe thật là VIP của một anh trai quận 7 ha. Bây giờ em sẽ chia sẻ đến anh em xem nha. Video này em chia sẻ là vui ha. Anh em xem video thấy có hay cho em một like, đăng ký kênh để ủng hộ ha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Đây anh em. Đây. Một kho xe luôn nha anh em. Đam mê nha, chỉ có đam mê thôi. Anh em thấy không? Màu gì cũng có, đúng quê Thái 110 nha anh em. Thì những cái con xe này là anh trai cũng đã từng mua đồ của mình, giống như là anh trai mua phụ kiện của em rồi gắp lên từ con. Nãy con này nè, em cũng đã chia màu đỏ này chia sẻ anh em rồi. Con xanh nhớt cũng chia sẻ anh em rồi. Ha, bây giờ anh em thấy không? Đam mê cỡ như vậy nè. Mới rồi đẳng cấp nha, một đại gia của quận 7 nha anh em. Anh em xem video rồi chớ cho em một like nha. Cái video này thì em chia sẻ đến anh em chỉ là cùng một cái đam mê và anh em mình giao lưu để học hỏi nha. Con này là màu bơ ha, thắng đĩa MTE. Thì xe này bốn món dọn lên, đầu nồi chưa gớt. Đầu nồi chưa gớt thì bốn món dọn lên, đồ mới đập hộp ha. Full đúng hàng Thái, new hết nha anh em. Hàng zin có tồn có. Thì một con dao động nha, mình dọn từ giá 70 đến 80 triệu nha, một con nha anh em. Nè, em quay sơ con màu bơ cho anh em xem nha. Đây. Anh em thấy không? Còn con bên đây. Con bên đây là dọn dừng chân lại. Áo thì áo zin tem zin đó. Quay cho anh em ha. Cái con màu đỏ bên đây thì cũng vậy, áo zin tem zin, xe cũng đầu nồi chưa gớt, bô nói chung là bô dàn đầu là zin theo xe hết nha anh em. Này, bô rồi chín chín zin theo xe hết. Đó. Đây anh, xe này thì đậu cũng lâu rồi, mình đời phải đầy thử cái nổ nha anh em. Đợi một cái là nổ liền nha anh em. Bé này tắt máy để nói chuyện cho anh em nghe ha. Còn cái con màu xanh này á, thì cái con này hồi lúc anh dọn hình như là 90 97 triệu đấy anh em. Đây, 97 triệu. Anh em ha, 97 triệu. Còn dàn rim đây. Em coi anh em coi sơ ha, đó dàn rim. Đây rim. Đó, rim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con rim nha anh em. Đó, anh em thấy không? Này rim. Kiếp không nha anh em. Ở này lên mình giao cục máy cho ông anh. Ông lên nói thôi mày lên mày coi nè Thắng. Chờ chia sẻ với anh em sẵn đây em thấy vậy em chia sẻ với anh em cùng một cái đam mê. Những cái con xe này chắc zin có. Anh em chắc zin có, chắc mới có, dọn mới có. Thì anh trai dọn theo sở thích của mình, tại mỗi người có mỗi cái sở thích anh em, mỗi mỗi người anh em mình có một cái đam mê riêng đó. Đây ảnh dọn form form này của mình nha, form của mình nha. Anh em có ba chiếc của mình là đó, một form một đó, anh em thấy không, ba gà xù, một form một á, mình dọn sở thích mình nè. Dọn. Còn cái con diêm này là diêm không đời nha. Đây. Anh em thấy không? Không đời. Dàn chân ha. Chân mới nha. Diêm không đời. Còn con bên đây là con này là 93 tem hồng nha anh em, 93 94 tem hồng ha. Đó, đây, nó nữa nè. 94 tem hồng. Đó, anh em thấy không? Siêu tầm ha. Đây còn một con nữa. Đó, cũng ba gạt xù. Con này giờ cũng đợi 94 tem hồng luôn nha anh em. Đó, 94 tem hồng. Đây tem lửa đây. Đó, 7 số là ngày xưa ta nói 7 số tem lửa ha. Đời 94, 95, 96 rồi đó. Đó 7 số. Thêm một con này cũng là không đời. Bên đây thì con này chắc 96 quá nè, cũng dọn mới.
Nó còn bên kia không đề nữa nè. Con này là Z100 nè, cũng không đề. Anh em thấy không? Ở đây là một con diêm, 2 3 4 5 6 7 8 9 con diêm. 9 con rim. 4 con quay. Đang dọn thêm nha, con này là MTE của mình luôn này anh em. Đó, mình giao rảnh rồi. Anh đang dọn nha nè. Đầu nồi chưa gớt cái con này là mình cũng chia sẻ với anh em bữa rồi đó. Sang tên rồi ha, mình sang tên qua ảnh rồi. Thì bây giờ này đầu nồi chưa gớt anh em coi nè. Có ảnh hồng luôn. Bốn món mình giao lưu với ảnh là 4 món. À ảnh ráp lên nha anh em, mình xong về dọn ráp lên. Con này phụ chờ ha. Đang anh đang chơi phụ chờ nữa. Ba con phụ chờ. Ở dưới kia một con màu xanh anh em. Đó. À, đam mê nha anh em. Con nào cũng đẹp hết. Quá trời hôm nay. Này vô anh kêu hồi quay đi Thắng ơi. Đó, mình cũng xin phép ảnh nha, xin phép chia sẻ với anh em cùng đam mê anh em xem tất cả đồ mới hết nha anh em. Đồ mới nó có nhiều loại đồ mới lắm nha, hàng new mới ha anh em, hàng new mới và hàng tồn kho mới. Hàng tồn kho vẫn có, đồ mới vẫn tồn kho hồi xưa đó, nó sản xuất hồi xưa nó tồn kho lại vẫn có nha anh em. Đó, thì cái tồn kho thì anh em chơi xe cũng biết rất là mắc nha, từ cái bóng đèn luôn nè anh em thấy không, zin tới nổi mà từ cái bóng đèn mình mới dọn vô cái bóng đèn zin rồi. Đó, anh em thấy không, xăng xe này là đời 99 nè, xanh nhớt nè, thắng đẻ nha, đời này hiếm nha anh em. Xe này là mình bán rảnh là cái 4 món đầu nồi chưa gớt, đời 99 xanh nhớt. Con này cũng đời 99 thắng đùm. Con bên đây đời 2000 thắng đẻ. Bên đây cũng 2000 thắng đẻ luôn. Ba con đẻ. Đó, bô rồi zin anh. Cái bô zin hết. Đó, anh em coi nào. 1985 ha. Đó, cái bô đẹp cỡ này nè nè. Đam mê mới chơi được nha anh em. Đây đồng hồ đây. À, đồng hồ đây. Con nó đây. Rồi ha, video tới đây mình chia sẻ tới đây nha. Dạ, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Nhớ cho em một like, đăng ký kênh để ủng hộ em. Chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Đó, còn một sành cũng đẹp anh em ha. Wow, ok.